hello xin chào xin chào cả nhà hôm nay cả nhà có khỏe không ạ à? ngày hôm nay muốn chia sẻ một chút xíu đến với cả nhà việc thứ nhất là gì nhiều việc ngày hôm nay lắm nhưng mà gom lại vô một cái video này để các bạn hiểu được hơn ha. Việc đầu tiên, đây, đây là cái money order mình đã đi mua để gửi tặng cho bạn Hùng Trần. Vì bạn trúng được 500 ngàn đồng tiền Việt Nam của cái video hôm nọ. Nhưng mà may mắn là bạn ở Mỹ cho nên là mình không có mượn tiền của anh mình để gửi cho bạn cho nên là mình đi ra ngoài để mua cái money order là cái này và mình để trống luôn không có ghi tên bạn đâu để bạn có thể dùng cái tờ tiền này bạn tặng lại cho ai đó là chuyện của bạn ok thì ngày mai bây giờ tối rồi khuya rồi ngày mai mình sẽ bỏ vô bao thơ và gửi cho bạn theo cái địa chỉ của bạn ghi ở trên facebook cho mình đây đây là quà của bạn Hùng Trần ha hai chục đồng này không đáng là bao nhiêu nhưng là một niềm vui niềm vui của mình trao tặng cho bạn và cũng là niềm vui của bạn nhận được hai chúng ta ai cũng vui ai cũng có một nụ cười trên môi đúng không ạ <laughs> mong tất cả các bạn chơi những cái game show của mình đều được trúng. Không trúng trước cũng trúng sau. Nhiều lắm, nhiều đồ vô cùng luôn. Các bạn cứ việc chơi, chơi tới khi nào trúng thì thôi. Ok. Đó. Đây ha, đây là của bạn Hùng Trần. Và ngày hôm nay thì mình có hứa với lại cái chị gì đó quên tên nữa rồi mà mang giày số 3 là giống chân của mình thì có thể là chị từ hồi đó đến giờ chị chưa bao giờ nghĩ là mua giày con nít để mang đúng không ạ thì cũng như em nói không ai biết chứ không phải là mình chị đâu nhưng mà đối với mình mình là người làm về thời trang cho nên là mình không tìm được cái này mình cũng tìm được cái khác nó nằm sẵn ở trong con người mình rồi cho nên là mình thích lắm hang cùng ngõ hẻm nào mình cũng tìm ra khi mình quyết định làm việc gì mình phải làm cho được mà nhất là lại là những cái nghề liên quan đến làm đẹp cho nên đó là lý do mình nghĩ rằng chân con nít ở bên mỹ này nó cũng rất lớn nhưng lớn với nó là có thể mình mang vừa cho nên đó là lý do tìm ra được chân của mình ở những gian hàng con nít nhưng mà con nít thì lại không có những đường quốc cao mình mang cao lắm mình mang tới gót nhọn một tức một tức hai lần nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải cần những đôi dép thấp thì mình có hứa với chị là mình sẽ tặng lại cho chị hiện tại bây giờ thì cái thùng đồ ở trên cao cũng không ai lấy xuống cho mình được thì vì mình không biết cái sở thích của chị chị mang như thế nào chị thích mang xăng đan có gót một chút như vậy hay là chị thích mang Adidas giống như mình Cái dạng giày Adidas Hay là chị thích mang sandal Thì hiện ở đây mình có ba đôi Tối hôm nay chúng ta lại live stream Mình cho chị xem một trong ba đôi Đó là của mình đó Mình mua cho mình Nhưng mình muốn tặng lại cho chị Mình tặng lại cho chị với một Cái sự suy nghĩ của mình Tặng một đôi Để cho chị tin và giúp cho chị có một cái động lực. Hãy đi tới những cái nơi mình đã đi để chị tìm và mua. Đừng có nghĩ rằng là mình lớn như vậy rồi tại sao mình phải mang giày con nít. Phải mang. Vì sao? Vì nó vừa chân của mình, nó rất là đẹp. Cứ việc đi ra gian hàng con nít ở Burlington Road, Tejimat những nơi đó nơi nào cũng có giày con nít giày hàng hiệu gót cao gót thấp sandal hoặc là giày cái dạng adidas hoặc là vô messi dealer có hết nhưng phải đi tới gian hàng con nít có nhiều kiểu tha hồ cho mình lựa chọn những ngày nó sale rẻ lắm ha cho nên là tặng chị một đôi là chị có thể mang được về con nít giống như mình và sau đó chị hãy đi ra đó chị lựa chị mua nhiều lắm ok đó là món quà thứ hai mình tặng cho một người bạn ở trên video này và để chia sẻ với cả nhà về cái game show của mình chơi như thế nào thì mình không dám hứa với các bạn là ngày nào mình cũng làm. Tại vì còn do sức khỏe và công việc, không phải công việc của mình nhưng mà của con. Mình cần tôn trọng các con, cho nên là mình có thời gian thì mình sẽ chia sẻ live stream với các bạn. Mình cũng hy vọng rằng một tuần có thể được bốn lần. Mình cứ like hoài, bạn nào trúng thì mình tặng, không trúng bữa nay thì ngày hôm sau. Các bạn cứ vào, mỗi một cái live stream của mình mỗi một trò chơi của mình có thể là hai món quà hoặc ba món quà quần áo nón giày ví có thể là đầm nhưng mà đầm á, là không có hàng hiệu đầm là thời trang thôi còn hết tất cả mọi thứ là hàng hiệu Chứ đặc biệt đầm là không có hàng hiệu nha các bạn Không có Mình sẽ xô ra mỗi một ngày 3 món cho các bạn chọn lựa Tại vì có nhiều bạn góp ý với mình Chị ơi Cái live stream này Chị muốn tặng cái gì Chị đưa đúng cái đó lên thôi Chị đừng có đưa tùm lum hết Nó không có tập trung được Và người coi cũng không có coi được khi chị cầm cái đó lên cho người ta coi rồi Rồi chị hãy để Cái màn hình Nó chiếu vào cái món hàng đó Không có chị Thì người ta nhìn được cái món hàng đó Chứ ngày hôm qua đó Lúc em vô trễ Em không thấy chị mà em cũng không thấy món hàng Em thấy có cái ghế không à Thành ra em đi ra liền Như vậy thì cái video Nó sẽ không có đạt Mình rất cảm ơn bạn đã chỉ cho mình Thật sự livestream mình dở lắm cảm ơn bạn nhiều lắm vậy mình sẽ theo cái bạn đó để mình làm nếu ngày nào không có mặt mình thì mình sẽ để món hàng lên cho các bạn biết và cái live stream ngày hôm đó mình tặng cho các bạn món nào thì mình để cái món hàng đó cho các bạn nhìn thí dụ các bạn vô sâu thì các bạn cũng biết được đó là món quà để cho các bạn bỏ thăm mỗi một cái live stream tặng quà mình kéo dài cho các bạn một tuần tại vì không có bạn này thì có bạn khác. Mình phải chờ những bạn tới sau. Chứ để nhiều bạn trách. Ok, mong các bạn thông cảm. Các bạn ở bên Mỹ, thì khi các bạn liên lạc với mình rồi, mình gửi tặng các bạn liền sau ngày hôm sau. Trừ thứ bảy chủ nhật thì chịu thua ha. Còn các bạn ở Việt Nam, thì cho mình thời gian để mình gửi về. Mỗi một cái live stream như vậy, các bạn chọn cho mình 3 số ba số đó nó sẽ nằm ở trong cái tờ tiền ba số cuối của tờ tiền trong một tuần mình mở cái tờ tiền đó ra thì bạn nào có ba số trong đó thì bạn có quyền chọn một trong ba món bạn thích ok không trúng lần này thì sẽ trúng lần khác hãy chơi với mình ok mình tặng quà cho các bạn chỉ là gửi lời cảm tạ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ theo dõi video của mình. Chỉ có như vậy thôi. Đó là sự chia sẻ. Với lại mình có một cái là đam mê shopping lắm. Thật sự ra đôi khi đi shopping thấy bán nhiều lắm. Nhưng mà nghĩ lại là mua để làm gì, để tặng ai. Nhưng mà không mua không được. Các bạn biết không, ngày xưa đó, lúc mình chưa làm Youtube, mình đi mua nhiều lắm về chất cả thùng này thùng kia thùng nọ cho đến một ngày đó mình gửi đồ về cho các bạn ở trên facebook lúc đó thì chỉ có bạn bè trên facebook thôi nhưng mà mình đã vô tình mình đâu có biết tại vì mình đâu có nghĩ gì đâu người ta nghĩ chứ mình không nghĩ thì mình bị một cái cô đó cô gọi qua cô nói với mình là chị với chồng tôi có ý đồ gì mà chị mua đồ tặng tôi vậy khi mình nghe mình cũng hết hồn các bạn cái mình nói là ủa facebook của chồng chị là gì thì cô ấy cô đọc cho mình liền mình nói ôi trời ơi cái này là một ông anh kết nghĩa thôi tại vì ngày nào mình cũng thấy không nhận anh gửi cho mình mà anh gửi cho rất nhiều người ở trên mạng xã hội những cái ngày ở trên google nó có sẵn đó tức là chúc một ngày mới an lành một cái hình một cái hoa có vậy thôi à ai anh cũng gửi hết. Mà mình biết ảnh là bao nhiêu năm trời rồi. Thì bây giờ mình nhiều đồ quá. Đồ mới, đồ đẹp. Cho nên là mình gửi luôn một thùng về cho một cái cậu đó, cậu đó mình cũng chưa từng bao giờ biết mặt. Cho nên mình nói với cậu đó rằng em đại diện chị tặng cho những người này nè. Là những người mà thân ở trên Facebook của chị đó. Thì thật sự là mình muốn mang lại sự ngạc nhiên cho họ. Nhưng mà không ngờ là bị hiểu lầm. Khi mà mình giải thích với chị ấy rồi, thì chị ấy chỉ mới nói, Ồ, thì ra là vậy hả? Tôi đâu biết đâu. Đàn bà con gái ở Việt Nam giờ sợ lắm. Thì mình mới nói, ồ, chị sợ Việt Nam chứ bên Mỹ chị sợ gì? <laughs> rồi cái chị ấy, chị, khi mà chị nghe mình nói chuyện vài ba câu, thì chắc chị cũng nhận ra được là một cái sự thật thà và thẳng thắn. Cho nên là chị ấy, ok, chị ấy nhận và chị ấy cảm ơn đến bây giờ thì chúng tôi vẫn là bạn với nhau đó là một cái lần đó rồi qua tới năm sau thì bắt đầu mình tập tành làm youtube thì tới bây giờ là được khoảng một năm đó các bạn cho nên bây giờ vừa tặng các bạn trên facebook là những người bạn thân lâu đời các anh chị không hề lớn lắm không có lớp trẻ Và các bạn ở youtube chúng ta thì um, nhiều quá cho nên chúng ta bắt buộc phải chơi game thì hy vọng là bạn nào cũng có thể chúng tặng hoài tặng hết thôi nhiều lắm cả trăm món còn nữa sẽ đi shopping nữa cứ on sale rẻ đẹp mua để đó mà đâu phải sai của mình mình đâu mặt được tại vì mua là chủ ý để tặng cho các bạn ok hãy dám cố gắng chơi game ba số hãy chọn cho mình ba số ở trong cái tờ tiền ok thì món quà đó sẽ được đến với bạn. Bạn có quyền chọn lựa một trong ba món. Ok? Và mình xin được tạm dừng video ở đây. Thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đêm hôm nay chúng ta lại tiếp tục live stream nha. Thì chắc cũng khoảng từ 2 giờ tới 3 giờ ha. Thì sẽ gặp lại cả nhà. Ngày hôm nay có một tin rất rất là vui đến với các bạn. Liên quan đến quà tặng và hẹn gặp lại các bạn một lát nữa đây. Ok. Vui thật là vui, mình cũng không ngờ đến. Ok. Bye bye, hẹn gặp cả nhà yêu một chút xíu nữa. Ok. Bye.